tại sao đầu giường không được quay về hướng tây định vị hướng giường không hợp phong thủy có thể khiến người nằm trên đó gặp vấn đề về sức khỏe cũng như tác động xấu đến tài vận khi kê giường ngủ bạn tuyệt đối không được kê đầu giường quay về hướng tây nếu đầu giường kê hướng tây có thể sẽ khiến bạn bị máu dồn lên não nhiều hơn khi nằm trên giường gây khó ngủ sở dĩ như vậy vì trên trái đất luôn tồn tại từ trường của hai cực bắc và nam trong cơ thể con người cũng có từ trường nếu kê giường ngủ hướng tây tức nằm ngủ mà đầu quay về hướng đông chân quay về hướng tây là trái với quy luật của từ trường tự nhiên, dễ ảnh hưởng tới quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, có thể cơ thể chúng ta sẽ không thấy thay đổi gì, nhưng về lâu về dài, hướng ngủ sai sẽ làm tiêu hao năng lượng của cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt hơn hết đầu giường ngủ nên quay về hướng bắc hoặc hướng nam, bởi trong xây dựng, người ta thường chọn nhà hướng bắc hoặc nam. Đặc biệt, nhà hướng nam có đặc điểm là dễ hấp thụ ánh sáng mặt trời, giúp sinh dương khí nên giúp con người có nhiều sinh lực hơn. Lưu ý kỹ điều này nhé.